Xin chào các bạn đang xem S Channel và mình là Duy Anh. Sáng ngày 21 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh, hãng sản xuất thiết bị định vị Garmin đã chính thức bước vào thị trường Việt Nam thông qua nhà phân phối chính thức là FPT Trading. Cũng trong sự kiện lần này thì Garmin đã giới thiệu đến 5 dòng sản phẩm đồng hồ thông minh và giá của nó cũng cực kỳ hấp dẫn, chỉ từ 1,99 triệu đồng. Và mình chắc chắn một điều rằng là những ai đang có ý định sắm một thiết bị đến từ nhà sản xuất Thụy Sĩ thì đây chính là thời điểm thích hợp nhất. Nếu các bạn chưa biết đến Garmin thì đây là một công ty chuyên về các thiết bị GPS sử dụng trên ô tô, hàng không, hàng hải và các hoạt động thể thao. Trong những năm gần đây thì hãng còn đẩy mạnh thêm cho việc phát triển các thiết bị đeo thông minh và cạnh tranh trực tiếp với Fitbit hay là Apple. Chưa hết, Garmin còn là hãng đầu tiên trên thế giới cho ra mắt một thiết bị thương mại và đeo tay được có tích hợp GPS. Và Garmin hiện có mặt trên 50 quốc gia trên thế giới. Những sản phẩm Garmin mà FPT đưa về đợt phân phối lần này chủ yếu là dòng giá rẻ và tầm trung, trải dài từ phân khúc từ 2 triệu cho đến 6 triệu đồng. Trong đó, chiếc Vivo Fit 3, thiết bị rẻ nhất trong dòng sản phẩm lần này cũng sở hữu những tính năng cực kỳ ấn tượng. Nhất là thời lượng pin kéo dài đến tận 1 năm. Các bạn cũng không nghe lầm đâu, tận 1 năm trời sử dụng thoải mái mà chúng ta không cần phải lo lắng về việc phải sạc pin lại một lần nữa. Sản phẩm đắt nhất lần này là chiếc Vivo Active với giá 6 triệu đồng. Sản phẩm đi kèm có ứng dụng hỗ trợ các hoạt động thể thao như xe đạp, bơi lội và đặc biệt là chơi golf. Mình đã rất ấn tượng trong việc thiết bị này có khả năng tính toán được góc độ, đường bay của quả golf sau mỗi lần vung gậy. Thời lượng pin cũng cực kỳ khủng khi mà Vivo Active có thể hoạt động liên tục trong 3 tuần hoặc là 10 giờ nếu mở thêm cả tính năng GPS. Ngoài ra, tất cả các thiết bị lần này cũng được trang bị khả năng chống nước ở độ sâu đến 50m. Điều này giúp người dùng có thể thoải mái cho việc rửa tay, đi tắm hay thậm chí là bơi lội dưới biển. Các thiết bị đeo của Garmin là những thiết bị được những người dùng chơi thể thao cực kỳ yêu thích, khi mà họ rất coi trọng trong việc có thể theo dõi các chỉ số cơ thể trong suốt quá trình luyện tập. Ví dụ như lượng calo tiêu thụ nè, nhịp tim, tốc độ di chuyển cũng như là khả năng định vị và thời lượng pin cực kỳ tốt. Ngoài ra thì trong khoảng thời gian gần đây đang nổi lên một bộ môn mang tên là ba môn phối hợp. Bộ môn này bao gồm việc chạy đường trường, đạp xe đạp cũng như là bơi lội. Và với một số chia sẻ của các vận động viên mà mình ghi nhận được trong sự kiện lần này thì các sản phẩm của Garmin đã trở nên không thể thiếu trong việc luyện tập cũng như thi đấu của họ. Khi mà các vận động viên có thể theo dõi toàn bộ các chỉ số trong cơ thể trong suốt quá trình này mà không còn phải lo lắng về thời lượng pin hay là chống nước hay là hư hỏng này nọ. Mình nghĩ rằng ai đang là dân thể thao thì chắc chắn sẽ rất hào hứng với việc các sản phẩm Garmin được bán chính hãng tại Việt Nam. Điều duy nhất mà nhóm người này băn khoăn đó chính là liệu trong thời gian tới thì các sản phẩm cao cấp nhất, mới nhất của Garmin có được phân phối hay không. FPT Trading cũng đứng ra thực hiện công tác bảo hành tại Việt Nam cũng như là việc hóa toàn bộ giao diện trên máy cũng như là sách hướng dẫn để phù hợp hơn với thị trường Việt Nam. Hiện tại thì mình vẫn chưa rõ là liệu các sản phẩm Garmin đến từ thị trường sách tay có được hỗ trợ hay không. Ít nhất là về mặt phần mềm khi mà chúng ta đưa ngôn ngữ tiếng Việt vào trong thiết bị. Nói tóm lại thì việc Garmin bước chân vào thị trường Việt Nam là một thông tin vô cùng hấp dẫn. Nhất là tại Việt Nam đang có một bộ phận không nhỏ người dùng đang sử dụng các thiết bị đến từ nhà sản xuất Thụy Sĩ. Mức giá bán cùng với chương trình hỗ trợ hay là hậu mãi cũng được cho là quá thơm so với chi phí mà bạn phải bỏ ra để mua một sản phẩm tương tự từ nước ngoài rồi sau đó lại phải ship sản phẩm đó về lại Việt Nam. Còn bây giờ thì mình xin mời các bạn theo dõi thêm những hình ảnh mà mình ghi nhận được trong sự kiện lần này. Mình hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên nhấn like, share và subscribe nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.